Dạ. Rồi đọc cái bài kinh này. Dạ, thưa sư ạ. Tương ưng chư thiên, một phẩm cây lao, một bột lưu. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sau Bá Thí, Xá Vệ, Sa Ta Quá Ná, Thăng Lâm, tại vườn ông Anna và Bin Tị Ca Cấp Cô Độc. Rồi một vị thiên khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chư Ta Quá Na, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả, làm sao ngài vượt khỏi bột lưu? Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bột lưu. Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, ngài vượt khỏi bột lưu? Này hiền giả, khi ta đứng lại, thời ta chìm xuống. Này hiền giả, khi ta bước tới, thời ta trôi dạt. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bột lưu. Vị thiên, từ lâu tôi mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, không đứng, không bước tới, vượt chấp trước ở đời. Vị thiên ấy nói như vậy và bậc đạo sư chấp nhận. Vị thiên ấy biết được Thế Tôn đã chấp nhận ta. Vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Giảng đến đoạn đến sư còn khô gá giảng đến bọc lưu là có bốn loại ha, sư nhắc lại ha, dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu và vô minh bọc lưu. Thì dục bọc lưu là thế nào? Dục bọc lưu là tham ái trên ngũ dục. Biên xá tú cà má của này tú sanh đá ra go cà mô go nà má, đó gọi là dục bọc lưu. Còn kiến bọc lưu là gì? Tham đắm trên từng thiền sắc giới, vô sắc giới, hoặc là tham đắm trên thiền chứng thì gọi là gì? Hữu bọc lưu. Còn trong 62 tà kiến, tham đắm chấp thủ trên 62 tà kiến thì đó gọi là kiến bọc lưu. Sát tu tú tít xe tú ở nhà nào với do go nà má. Còn vô minh bọc lưu là không biết về chân lý tứ thánh đế, gọi là vô minh bọc lưu. Thì đại sao chú giải cũng có đề cập là như thế nào, tâm như thế nào, đồng sanh với tâm sở như thế nào, thì nó được gọi là dục bọc lưu. Cái này sư cho qua ha, để nào mà mọi người học vi diệu pháp á, này cái vị thầy vi dạy vi diệu pháp giảng cho các vị. Thì bây giờ kế tiếp là mình sẽ học đến cái đoạn hôm bữa, là kế tiếp là ở cái chỗ mà bọc lưu á. Bọc lưu thì ở trong đây á có nói là tắp bo bí xê tá áo quá anh ná nát thề ná là tắt thề ná xá ô gô trí quy đi tắp bo, có nghĩa là cái nghĩa mà bọc lưu á là mình nên biết có hai nghĩa ở đây á, trong trường hợp này mình nên biết là có hai nghĩa. Cái bài này xưa cái mấy cái khúc này xưa đi chậm chậm, tại mấy khúc này là những cái bài mà mình cần hiểu trong cái những cái bạn mà mình cần hiểu hiểu trong bài kinh này á. Thì ở đây bọc lưu á là có nghĩa có thứ nhất là á quá há ná nát thề ná ở đây có nghĩa là bị nhấn chìm trong sanh tử luân hồi, đó gọi là bọc lưu ha, nhấn chìm trong sanh tử luân hồi. Cái này mọi người có thể ghi lại ha. Có nghĩa là ở đây mình nên hiểu là tất cả các bọc lưu á, ở đây là gồm có dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu, vô minh bọc lưu. Nó có ý nghĩa là nó làm cho chúng sanh nó lăn trôi, bị chìm xuống trong cái sanh tử luân hồi, đó là một nghĩa. Còn một cái nghĩa thứ hai của tất cả cái
vừa nói trên đó là có một cái nghĩa thứ hai là nó có nghĩa là tụ hợp. Tụ hợp ở đây thì lát sư sẽ giảng sau, mọi người cứ ghi rõ tụ hội lại, hợp lại. Thì dạy giảng cái nghĩa thứ nhất là tại sao nói là chìm đắm trong cái sanh tử luân hồi. Ở đây có đề cập là vàng hí ách nô quá tàn gết tề tách tề a đô gấm mê tí ní ra già ní ra già đí bê đà giá đúc cái tí vàng dê quá ní bách tề tí ú bà rí bà hoàng hòa ní bà nàng gành rồng a đền đo a đô tỳ trú bà huệ trú sa tù trú do ni trú biên sa trú gết tỳ trú tất tất trú vì nhà lát thịt thí tỳ trú nó quá trú trách áo quá tề trú xá gấm mê tí tí ách thò. Cái nghĩa thứ nhất là đưa chúng sanh chìm, nhấn chìm trong cái sanh tử luân hồi đó. Cái gì là mình chia ra làm hai, một cái á, nếu mà cái người nào mà theo cái bản tánh giống như là chiều theo cái ý muốn của chính bản thân mình đó, đó thì làm những cái việc ác, việc bất thiện thì những cái đó sẽ đi xuống cái cõi khổ, cõi địa ngục, cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula vân vân, đó là một phía. Còn thứ hai á, là cái vị đó nếu mà đi trên cõi, đi lên hướng trên á, một cái là hướng trên, một cái là hướng dưới. Hướng dưới là bốn cõi ác, hướng trên là ngoại trừ niết bàn ra, không có tính vào niết bàn, thì chúng sanh nó sẽ lăn trôi bị chìm đắm trong sanh tử luân hồi là ba giới, bốn loài, năm nẻo, bảy bảy thức thức chú, chín cõi chúng sanh tịnh cư. Ở đây có đề cập thì nói chung là cái nghĩa thứ nhất đó là chìm đắm trong sanh tử luân hồi, là thứ nhất đó là mình chia ra làm hai, một cái là làm cho chúng sanh đó giống như là chiều theo cái ý của bản thân làm tất cả các việc ác bất thiện vân vân thì sẽ đưa đến cái cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn nếu mà nói về hướng trên đó là ngoại trừ niết bàn ra thì sẽ là sanh tử trong ba giới bốn loài. Còn cái nghĩa mà thứ hai mà nói là tụ hội hội họp á, thì ở đây có giải thích thêm á, là có chữ là đáp giải thích thêm một lần nữa cho hiểu cái nghĩa đó, cái tụ hội là gì, hội họp là gì. Thì ở đây là giải thích nghĩa là nhiều, có nghĩa là cái sự tụ hội của cái phiền não á, nó nhiều ở cho đến mà từ ở dưới cõi địa ngục A Tỳ cho đến cõi các cõi Phạm Thiên đó, nó lan rộng lan tỏa ra. Có cái tâm tham ái trên những cái ngũ dục đó, nó lan tỏa từ cái cõi dưới cho đến cõi trên, thì đó trong trường hợp đó là mình gọi là nhiều. Thì trở lại cái vấn đề mà hôm bữa sư có đề cập đó là Đức Phật thuyết pháp đó là để cho chúng sanh hiểu chứ không phải là thuyết pháp để cho chúng sanh không hiểu mà hỏi tiếp, tại vì ông này là có một cái trí tuệ, ông nghĩ là ông là bậc trí tuệ, ông có tâm rất là ngã mạn cống cao, nên ông nghĩ là tôi là biết về Bộc Lưu, tôi biết Đức Thế Tôn đã vượt khỏi Bộc Lưu, nhưng mà tôi thì không biết một cái cách là không biết cái cách là để vượt khỏi Bộc Lưu thôi. Trí tuệ của tôi thì rất là nhiều, có nghĩa là ở đây ông nói là ý tiếng mấy sàn nhà tám mươi quá bá hú, cái mà tôi biết á thì rất là nhiều, còn cái mà tôi không biết á, áp bằng á nhà tàng á thì rất là ít, cái mà tôi biết á thì rất là nhiều mà cái tôi không biết thì rất là ít. Đức Thế Tôn chỉ cần thuyết một chút thôi thì là tôi có thể biết được cái nghĩa. Thì ở trong đây trường hợp này á, ở phụ chú giải cũng có đề cập á, là ông này á, cũng thuộc dạng là mọi người có nghe về bốn hạng người chưa ta? Có hạng người á, là Út Gá Tí Tình Nhù à. Có hạng người á, là biết một cách tổng quát. Có hạng người á, trong Tăng Chi á. Giờ sư chia sẻ màn hình được không ta? À, cái đó thì lát sư nói sau đi. Giờ chia sẻ tiếp đi, lát cái đó đến phần kia sư nói sau. Thì cái ông này á, rất là ngã mạn. Ông nghĩ là chỉ cần Đức Thế Tôn nói một chút thôi, chỉ cần nói một chút thôi, cái thứ tám mắt
tá mê quá nên là ông có thể hiểu biết được rõ ý nghĩa đó. Thì khi đó Đức Thế Tôn á, ngài ngài biết là ngài giống như là vàng ký lết tháo quốc hà quý giá ra riêng ra tàn áp bắp bo ý mang mà này áp hà giá để ta nàng ta mất xí trộn, có nghĩa là được ví như cái miếng vải, ví như cái miếng vải mà nó bị dơ thì nó thật sự nó không có ăn với cái màu nhuộm thuốc như thế nào cũng vậy. Cái người mà họ chưa có loại tránh loại bỏ được cái tâm ngã mạn thì khó thể nào mà tiếp thu được cái lời pháp thoại được. Bởi vậy á, ngài mới cho cái ông này á, là hạ cái tâm bản ngã xuống, hạ tâm ngã mạn xuống, rồi tiếp tục làm cho cái tâm của ông ngã mạn hạ xuống thì ông mới tiếp tục ông hỏi cái câu tiếp á, mà kéo lên niệm sư, kéo lên sự kéo lên kéo lên rồi đó, thì ông hỏi tiếp cái câu là gì: thưa tôn giả, làm sao không đứng lại không bước tới ngài vượt khỏi bọc lu, không đứng lại không bước tới, thì cái câu đầu làm sao ngài vượt khỏi bọc lu, thì ông nghĩ là chỉ cần Đức Thế Tôn nói một cái thôi là ông có thể hiểu được ý nghĩa, mà ông có thể hiểu được ý nghĩa chứng quả là dạng như vậy. Nhưng mà bây giờ Đức Thế Tôn lại trả lời cho ông một cách là khó để có thể hiểu được, để cho ông có với cái tâm mà nhẹ xuống, dẹp bớt ngã mạn nhẹ xuống, thì ông mới tiếp tục hỏi câu là: thưa tôn giả, làm sao không đứng lại không bước tới ngài vượt khỏi bọc lu đó, thì ông mới tiếp tục hỏi cái câu đó ha. Ở đây á, mình nên hiểu á, cái bài này thực chất nếu mà mình hiểu cái cách vậy như cái chú giải á, là như vậy là sẽ dễ hiểu nè. Ở cái chỗ mà không bước tới á, không bước tới thì ở trong đây chú giải có giải thích đó, sợ cái chữ này không có hiểu rõ nên chú giải có giải thích thêm một chữ nó á hòa giá màn tro tí, có nghĩa là chỗ không bước tới là mình hiểu rõ là không có sự cố gắng. Giống như giờ mình hình dung đi, mình đang bị trong một cái dòng nước, trong một cái dòng nước đúng không, mình đang đứng trên một cái dòng nước, nếu mình đứng lại thì mình sao, mình chìm xuống, nếu mà mình đứng lại mình chìm xuống, còn mình cố gắng mình bơi thì sao, mình cố gắng mình bơi thì sao, thì mình sẽ bị trôi đó. Mình hiểu như vậy có nghĩa là không đứng lại không cố gắng ta vượt khỏi bọt lu, không đứng lại không cố gắng ta vượt khỏi bọt lu. Thì theo ông này á, ông hiểu á, khi mà cái câu đầu á, theo ông hiểu á, ông nghĩ rằng á, giống như trên cái dòng xoáy, theo ông nghĩ á, theo cái sự suy nghĩ ông á, trên một cái dòng xoáy nếu mà cái chỗ nào nên đứng lại á, giống như gặp một cái hòn đảo nhỏ hoặc là một cái nơi nào mà nên đứng lại thì đứng lại, còn cái nơi nào á, mà nên nên cố gắng bơi đó thì cố gắng bơi để vượt bọt lu. Nhưng mà cái câu trả lời của Đức Thế Tôn nó lại hoàn toàn trái ngược nha, do với ổng nên ổng mới tiếp tục là ổng không hiểu, ổng mới hỏi là: này hiền giả, này hư tôn giả, làm sao không đứng lại không muốn tới ngày vượt khỏi bọt lu. Giống như khi mà mình ở trên cái dòng xoáy đi, dòng nước đi, mình thấy cái hòn đảo nào là cái nơi đó là nên đứng lại đúng không, thì mình sẽ đứng lại, còn nơi nào nên bơi thì mình sẽ bơi, thì mình sẽ vượt khỏi bọt lu. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn dạy là không không đứng lại không cố gắng ngài ta vượt khỏi bọt lu, thì do vậy ông mới hỏi lại. Bởi vậy ông có hoài nghi á, ông có hoài nghi nên ông mới hỏi tiếp Đức Thế Tôn. Còn cái chỗ mà hôm bữa sư có nói là cái đoạn là Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, với mục đích là ngài Bổ Túc Ba La Mật có được cái trí tuệ chánh đẳng giác là để thuyết cho chúng sanh hiểu chứ không phải là để không hiểu. Cái đoạn này sư có thuyết rồi ha, sư có nói rồi nên về sư không nhắc lại nữa. Rồi giờ tiếp: này hiền giả, khi ta đứng lại, có nghĩa là trong dòng xoáy á, đứng lại á, thì ta sẽ chìm xuống, còn nếu mà ta cố gắng á, thì ta sẽ trôi dạt. Này hiền giả, không đứng lại không cố gắng ta vượt khỏi bọt lu. Ở đây mình học á, mình cần cái viết nè,
Thì khi mà thuyết như vậy á, khi mà thuyết cái đoạn ngắn như vậy thôi nè, là khi đó là trong chú giải có để là ông đã chứng đạo quả Tu Đà Hoàn rồi. Ngay cái khúc mà này hiền giả, khi ta đứng lại, ta chìm xuống, ta cố gắng, ta cho dạt, thì ngay chỉ khúc đó thôi là ông Phạm Thiên này nè, ông đã chứng đạo quả Tu Đà Hoàn rồi. Tại vì ổng là thuộc dạng cái hạng người loại một á, hạng người loại một trong bốn hạng người á. Thì ở đây phân ra bốn bảy bảy cặp ha. Ở đây là chú giải xưa, trong phụ chú giải có nói là cái này là chú giải hồi xưa, cái vị chú giải ra thì có bảy cặp để mình hiểu rõ cái câu là đứng lại thời chìm xuống, bước tới thời cho dạt. Giờ mình sẽ ghi ha, giờ mà có bảy cặp thì giờ ghi cặp ở dưới trở lên đi cho nó dễ, ghi cái cặp mà dễ dễ nhất, từ dễ đến khó đi. Cái cặp thứ nhất là cái cặp mà nếu mà đứng lại trong tất cả các bất thiện pháp á, đứng lại trong các tất cả các bất thiện pháp thì sẽ chìm xuống. Đứng lại trong tất cả các bất thiện pháp thì sẽ chìm xuống, ghi ha. Đứng lại bảy cặp thì này là ghi cặp thứ bảy trước. Đứng lại trong tấp bà cú tên là biết tiền khá ráo quá tên á tàn tết thành to tàn tỷ đá tí nà má. Đứng lại trong tất cả bất thiện pháp thời thì ta chìm xuống. Còn cái chỗ mà bước tới là mình thay thành chữ cố gắng nha, tại vì trong chú giải có giải thích là cái chữ đó là chữ cố gắng, không cố gắng. Còn trong trường hợp này là đang nói luân hồi nè. Còn nếu mà cố gắng á, ở đây có gọi có, mình hiểu là cố gắng trong tất cả thiện pháp thuộc về hiệp thới. Cố gắng trong tất cả thiện pháp thuộc về hiệp thới thì sẽ bị trôi dạt. Nếu mà ai học diệu pháp thì khúc này dễ hiểu ha. Học diệu pháp thì dễ hiểu, tính nên là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm thiện hiệp thới, vân vân. Hiện giờ sư nói cho cái đầu là nói tóm lại nguyên cái hai cái câu này là cái gì? Đứng lại trong bất thiện pháp thì coi như mình hiểu là mình hành bất thiện pháp đi. Còn cái kia là gì? Cố gắng trong thì thiện pháp thuộc về hiệp thế là gì? Là mình cố gắng mình làm tất cả các thiện pháp thuộc về hiệp thế đi. Thì những cái thiện pháp thuộc về hồi hiệp thế có nghĩa là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thuộc về hiệp thế là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thuộc về hiệp thế, sắc giới, vô sắc giới. Thì khi mà mình cái bất thiện thì sư khoan nói, bất thiện thì khỏi nói đâu, ngay cả thiện mình nói trước thiện thì cái bất thiện mình khỏi phải nói tới chi. Thì cái hiệp thế này mình làm bố thí trì giới hành thiền, mình chứng thiền vân vân, thì mình những cái thiện pháp đó nó thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì khi đó mình tái sanh lên những cái cõi đó, mình hưởng cái sự an lạc ở nơi đó. Sau một thời gian khi mà mình hết thì mình lại lăn trôi xuống tiếp các cõi khác, và cứ như thế là mình cứ lăn trôi từ cái cõi này qua cõi khác, mình không thể nào mà thoát khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình cứ lăn trôi như vậy, và chưa tới là tới cái cõi lúc mà dục giới xong rồi mình lại xuống bốn cõi ác giới, vân vân. Thì như vậy là mình cứ lăn trôi trong cái sanh tử luân hồi. Thì bởi vậy Đức Thế Tôn mới nói là không đứng lại, có nghĩa là ngài không đứng lại trong bất thiện pháp, ngài không đứng lại trên bất thiện pháp, và ngài cũng không cố gắng tạo cái thiện pháp thuộc về hiệp thế, có nghĩa là ngài tạo cái thiện pháp thuộc về siêu thế. Thì do đó là không đứng lại, không bước tới, ngài vượt khỏi bọc lu đó. Còn nếu mà chúng ta có thì đương nhiên mình phải hành thiện rồi, nhưng mà những cái thiện đó giống như mình hành thiện xong mình nguyện niết bàn,
nguyện giải thoát sanh tử luân hồi, cái những cái thiện pháp đó nó để sao làm nhân duyên cho siêu thế, vân vân, ví dụ như vậy. Ở đây á, là mình đang nói là cái bài pháp này á, là mình dính giữa ác và thiện, mà thiện ở đây á, là nó có mình học thiện là có thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Thì đây mình chỉ là thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới thôi, nó vẫn nằm trong ba cõi, nó vẫn nằm trong luân hồi. Bởi vậy mình cố gắng trong thiện dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì mình vẫn bị gì, mình vẫn bị lăn trôi, mình không có vượt khỏi bọt lưu. Trong phụ chú giải có đề cập thì nói chung ai học phi pháp thì cũng hiểu thôi, vì phụ chú giải có đề cập là bôn nhà nên già bí tiền thờ rề, có nghĩa là cái đầu á nó sẽ chia ra làm ba phúc. Cái đầu á, là phi phúc hành, cái mà bất thiện pháp á, tất cả các bất thiện pháp là phi phúc hành, còn lô ký giá là thiện pháp thuộc về dục giới là nó có phúc hành với bất động hành, nó có phúc hành với bất động hành ở trong đó. Thì bởi vì trong phụ chú giải có đề cập ở chỗ là tất cả các thiện pháp thuộc về hiệp thế là nó là nằm trong phúc hành với bất động hành. Đó, mọi người ghi có gì mình tìm hiểu sao ha. Giảng tới đây mọi người rõ không? Rõ, mọi người bấm số 1 mình sư để mình đi tiếp cái bài. Mình phải rõ cái đầu mình mấy cái sau nó dễ. Ừ, ai không hiểu thì cứ bấm số 2 đi, sư nói tiếp hay nói lại ha. Thưa sư, cho con hỏi lại, đó là không bước tới có nghĩa là không cố gắng hay là có nghĩa là cố gắng thưa sư? Không bước tới là không cố gắng, mà bước tới là cố gắng. À dạ con hiểu rồi. Dạ sư đi, sư đi. Đó thì cái cặp này là các vị ở trong đây có đề cập là các vị chú giải thời xưa, chú giải xưa, chú giải thì có những cái bộ kinh chú giải thời xưa có đề cập 7 cặp này, thì sư nói 7 cặp thì trước mắt là nói cái cặp thứ 7 trước là giữa bất thiện pháp và hiện pháp thuộc về hiệp thế, rồi cái đó là xong 1 cặp này ha. Cái cặp thứ hai á là cái cặp là nó so sánh giữa lệ dưỡng và khổ hạnh á, giống như kamma tukkha likha anuyoga vatthena tan, cái người người nào mà đứng lại trên cái lệ dưỡng, đứng lại trên cái lệ dưỡng thì người đó bị chìm xuống. Attakilamatha anuyoga vatthena, dù hành to còn cố gắng trên cái khổ hạnh thì nó sẽ bị trôi dạt. Là ở đây mình nói cái này mình dễ hiểu ha, thì không không lệ dưỡng, không khổ hạnh thì mình đi theo con đường gì, trung đạo. À, cái này dễ, thì cái này là mình đi theo con đường trung đạo. Kamma tukkha likha anuyoga attakilamattha anuyoga. Đó. Trong bộ chú giải thì có đề cập là cái kamma tukkha likha anuyoga, nếu mà phân tích đó, lợi dưỡng đó, thì cái đó là phân tích là tham ái, còn attakilamattha anuyoga là khổ hạnh, đó là mình phân tích là tà kiến. Tại vì những cái người đó họ có tà kiến là hành thực hành khổ hạnh như vậy mới đạt được đạo quả, thì cái đó là mình phân tích, cái đó là phân tích theo tà kiến ha. Còn cái ở trên là lợi dưỡng thọ hưởng ngũ dục này nọ, cái đó thuộc về tham ái, cái đó ghi dùm sư thêm tham ái với tà kiến. Thì ở đây là mình phải đi con đường gì, con đường trung đạo, có nghĩa là cà má. Giờ sư đọc lại nguyên văn ha. Mình cứ lấy nguyên cái câu này, hiền giả khi ta đứng lại thì ta chìm xuống, thì mình sẽ ghép 7 cặp này vô, giống như cái câu hồi nãy là khi ta đứng lại, bây giờ là khi ta đứng lại ở thọ hưởng ngũ dục,
thì ta chìm xuống. Còn ta cố gắng thực hành khổ hạnh thì ta trôi về. Đó, bởi vậy không bước, không dừng lại, không bước tới, không đứng lại, không cố gắng là đi theo con đường trung đạo, ta sẽ vượt khỏi bọc lu. À, mọi người ghi ha. Nè, bài này mình nên ghi để mình cái bài, nói chung cái bài kinh tương ưng, mà cái bài đầu này nó thâm sâu á. Bài này nó thâm sâu. Ngày xưa không dừng lại, không bước tới mà không biết làm gì. Đó, mình phải hiểu rõ trong cái trường hợp nào là không dừng lại, trong trường hợp nào là không bước tới. Đó là đi theo con đường trung đạo. Được chưa? Được chưa? Tiếp. Dạ rồi, thưa sư. Còn cái cặp thứ 5 á, nãy giờ mình đi từ dưới lên cặp 7, cặp 6, giờ đến cặp 5 nè. Cặp 5 là nói về cái việc là lười biếng giả dụi. Nếu mà ta bị giống như tu tập mà ta đứng trên cái lười biếng giả dụi, ta sẽ bị chìm xuống. Còn nếu mà ta phóng tâm, ta cố gắng trong cái việc phóng tâm thì ta sẽ bị trôi dạt. Lười biếng giả dụi thì đứng lại ở chỗ lười biếng giả dụi thì ta chìm xuống. Còn cố gắng trong cái việc phóng tâm, phóng dật thì sẽ bị trôi dạt. Cái đó là cặp thứ 5. Này giống như là đang nói về hai biên chứ. Hai biên. Còn cái cặp thứ tư là nói về thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến tất 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 đích thi già và tết thành tết thành to thành tí đất tí nằm á. Nếu mà đứng lại trên cái việc là thường kiến á, thì ta sẽ bị chìm xuống. Còn nếu mà ta cố gắng trong việc là đoạn kiến á, ta sẽ bị trôi dạt. Mà mình nên hiểu cái bài kinh này chìm xuống hay trôi dạt gì cũng là gì, là luân luân hồi trong sanh tử ha. Chìm xuống hay trôi dạt gì cũng là luân hồi trong sanh tử. Dạ thưa sư, cho con hỏi thêm về thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến. Dạ, có nghĩa là gì thưa sư? Cái này hả? Thường kiến và đoạn kiến á. Giờ mà giảng cái đó ra hả? Dạ, chắc là sư giải thích đơn giản cũng được à. Nếu mà mình không có thời gian. Cái đó để giảng rộng rãi thì sư để sao đi, thì nói chung thường là mình cho gì cũng thường, còn đoạn kiến là nghĩa là kiếp này là hết rồi đó. Những cái người mà họ có cái chủ thuyết là chết là hết á, chết là hết, kiếp này chết là hết rồi, nên họ mặc sức là họ làm tất cả việc ác thì đó gọi là đoạn kiến. Còn thường kiến thì họ cho gì cũng là thường còn, đó là thường kiến. Rồi, cái cặp thứ ba, nói chung 7 cặp này là mình nên hiểu là một cách khác
có nghĩa là một cách khác nên hiểu là cặp này, một cách khác nên hiểu là cặp này ha. Bảy cặp. Cái cặp thứ ba là nói về tham ái. Nếu mà cái người, nếu mà chúng sanh nó đứng trên tham ái thì sẽ bị chìm xuống, còn cố gắng trong tà kiến thì sẽ bị trôi dạt. Cái cặp thứ ba là nói về tham ái và tà kiến. Dạ thưa sư, xin sư cho con hỏi một câu vậy ạ. Dạ cái đoạn kiến ạ, cái đoạn kiến thì là nó mới đưa đến khổ cảnh, đưa đến địa ngục thì nó phải chìm xuống chứ ạ. Còn cái thường kiến là chấp vào cái thân này, có một cái bản ngã từ đời này sang kiếp khác thì nó làm thiện để nó được hưởng thì nó phải là trôi giạt chứ sư chứ. Nói Sư chung xin. cái này, hai cái này mình nên hiểu là trôi dạt hay là chìm xuống gì, nó cũng là lăn trôi trong sinh tử luân hồi thôi. Mình nên hiểu là như vậy. Mình nên hiểu trôi dạt hay là chìm xuống gì, nó cũng là lăn trôi trong tam giới thôi, lăn trôi trong khổ cảnh và lăn trên cho những cái cõi thiện, nó cũng lăn trôi thôi. À, dạ vâng ạ. Đoạn kiến thì thường kiến hay đoạn kiến gì, nó cũng là đưa đến cái sự lăn trôi. Thì trong đây, trong chú giải thì có để là tát tát đát tát 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 đát thi già hòa tần thách tần trò tần thì đát tí nam á út sê đát đát thi già dù hành trò nếu cú sạch tí nam á. Thường kiến là sẽ đi đến là chìm xuống, còn đoạn kiến là sẽ đi đến cho dạng. À, cái cô là cô đang hiểu là cái giống như cái vấn đề hồi nãy mà nói là trôi dạt là đi trên mấy cõi từng từng trời này nọ, còn chìm xuống là đi xuống bốn cõi ác đó hả? Dạ Ý là vâng, mình hiểu cái cách đó đúng không? Không, còn ở đây mình hiểu dạ vâng. là cái đó là mình, ở đây mình nên hiểu là nãy sư có nói là trong bảy cách này thì mình hiểu theo cách nào cũng tùy mình lấy cách nào mình lấy, có nghĩa là trong bảy cách này, bảy cặp này thì mình thấy cặp nào ok mình lấy cặp đó. Ở đây gọi là một cách khác, một cách khác, một cách khác. Thì nói tóm lại là cả hai cái nào nó cũng là đưa tới cái việc là lăn trôi trong sanh tử luân hồi á. Rồi. Rồi còn cái cặp thứ hai là nói về cái cặp thứ hai là nói là đứng lại trên tham ái tà kiến. Tham ái tà kiến thì chìm xuống, còn cố gắng trong cái những cái phiền não ngoại trừ tham ái và tà kiến, những cái phiền não ngoại trừ tham ái và tà kiến và các pháp hành á, là đọa là trôi dạt.
Còn cái cặp đầu tiên á là nói về, ở đây có nói là ký lê tà, mà trong phụ chú giải có đề cập là tâm tham, tâm sân, vân vân, là những cái tâm phiền não đó, những cái tâm phiền não từ tham sân vân vân, tham sân si vân vân. Thì cái đó là nếu mà đứng lại trên đó thì mình sẽ bị chìm xuống. Còn pháp hành hữu vi là mình sẽ bị cho dạng. Thì ông này á, là khi mà ở đây có đề cập là chỉ có thuyết như vậy thôi, ông đã chứng ngộ được đạo quả tu đầu hoàng. Ná bá náp bà cá to tất tá bà cá tỳ cá đánh nát thàn tất tá đú cà đất tí tà, nghĩa là bài pháp này á, nếu mà thuyết riêng cho ông á thì chỉ cần viết đến cái đoạn là này hiện giả khi ta đứng lại thì ta chìm xuống, này hiện giả khi ta bước tới thì ta trôi dạt, thì cái đó nếu mà thuyết riêng cho ông mà thuyết đến đó thôi là coi như ông đã chứng ngộ chứng đạo quả tu đà hoàn rồi. Nhưng mà cái này là chưa rõ đến những cái hạng trong bốn cái hạng người á, đại sư mà lật qua dùm sư Kinh Tăng Chi. Kinh Tăng Chi có bốn cái hạng người. Dạ thưa sư, nói lại giùm con cái vế vế trôi dạt của cặp 2 với lại cặp 1 sư chưa giảng ạ. Cái cho dạt, cho dạt của cặp 2 hả? Cho dạt cặp 2 á, là ngoại trừ tâm, ngoại trừ tham ái và tà kiến ra tất cả các loại phiền não à, nó là cho dạt. Thưa sư, sao con thấy giống cái cặp 2, cái vế 2 của cặp 3 quá vậy sư? Cái cặp 3 là nói về một cái là tham ái, một cái là tà kiến. Thì nói chung tóm gọn lại những cái này là mình hiểu giống như mình để ý cái cặp thứ 7 không? Cái cặp thứ 7 là tất cả các bất thiện pháp. Đứng lại trên đó thì sao? Chìm xuống. Còn tất cả các thiện pháp thuộc về hiệp thế là cho dạng. Thì nói chung nó cũng gom chung lại hết trong tất cả các bất thiện pháp thôi, tất cả các phiền não, tất cả các bất thiện pháp. Thì những cái tham ái tà kiến thì nó cũng nằm trong gọi là phiền não. Nếu mà mình dính vô cái mình bị đứng lại trong cái phiền não thì mình bị chìm xuống, còn mình trôi dạt trong cái pháp hành đó, thì mình bị cho dạng, mình cố gắng trong tất cả các pháp hành mà hữu vi ấy, thì mình bị cho dạng. Thì còn một đoạn thì nói về tham ái, nếu mà nói về cặp 3 thì nói về tham ái, cặp 4 thì nói về tà kiến, ổ cặp 2, 3 nói về tham ái và tà kiến, cặp 4 thì nói về thường kiến và đoạn kiến, cặp 5 thì nói về lười biếng giả dụi với phóng dật, cặp 6 thì nói về lợi dưỡng và khổ hạnh, cặp 7 thì nói về tất cả các bất thiện pháp và tất cả thiện pháp thuộc về hiệp thế. Thì cái đó là trong chú giải có đề cập giải thích như vậy. Tìm giùm sư được bốn hạng người chưa hả? Dạ, con đang tải trên web ạ. À, để sư giảng luôn chưa? Thì do bốn hạng người á là có nghĩa là ông này nó thuộc về đoạn cái hạng người thứ nhất á, là
ông Phạm Thiên này á, là trong bốn hạng người đó có cái hạng người đầu tiên á, là chỉ cần nghe một bài pháp ngắn ngắn thôi, ngắn gọn thôi, hoặc là nghe cái tựa thôi đó, chỉ cần thuyết pháp như vậy thôi là có thể cái vị đó có thể có trí tuệ mà chứng được đạo quả. Đó là cái hạng thứ nhất ha. Thì cái hạng này là cái hạng thứ nhất là đối với cái ông mà Phạm Thiên này nè. Đó là cái mà ông Phạm Thiên, là những cái mà Đức Phật vừa nói là đó là nói với cái ông Phạm Thiên. Còn những cái mà vừa đề cập bảy cặp sau này á, như giống như là bảy cặp mà xưa vừa đề cập á, thì cái đó là nói về ba cái hạng sau. Cái hạng thứ hai á, là cái hạng mà phải thuyết rộng rãi ra, phải thuyết rộng rãi ra thì cái hạng đó mới biết được tứ thánh đế, mới biết được tứ thánh đế, thì cái đại hạng đó mới mới chứng được đạo quả. Thì cái đó là cái hạng thứ hai, quý binh sĩ tinh nhu đó, như 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 những cái này là đang thuyết cho cái cặp thứ hai, là thuyết rộng ra. Một một hạng đầu đó là thuyết thuyết một cách vắn tắt, thuyết một cách ngắn gọn, thì cái hạng đó có thể chứng được, có thể hiểu được đạo và chứng được đạo quả. Còn cái hạng thứ hai á, là phải thuyết rộng rãi ra. Còn cái hạng thứ ba á, là phải học học kinh điển, rồi được cái sự hướng dẫn, được cái sự hướng dẫn tường tận á, biết được rõ nghĩa này nọ, rồi khéo như lý tác ý, rồi rồi kết hợp với nhiều cái nhân duyên, giống như là kết bạn với các bậc thiện chí vân vân, thì những cái người đó từ từ mới đạt được cái đạo quả. Thì cái đó là hạng thứ ba. Còn cái hạng thứ tư á, là nói về cái hạng là tối thiểu là nói về cái hạng là hiểu trên hiểu hiểu kinh kệ trên hiểu nghĩa kinh điển trên cái câu chữ Pali thôi, chứ không thể nào mà trong kiếp này mà có thể chứng được đạo quả được hết á, giống như là chỉ thuyết hoặc là dạy vân vân, chứ không thể nào mà chứng được đạo quả trong kiếp này. Thì cái đó là hạng thứ tư. Thì cái đó bốn hạng. Thì ở đây ở trong đây đề cập là cái ông này là hạng người thứ nhất, là cái hạng là chỉ thuyết vắn tắt thôi là có thể chứng được đạo quả. Cho nên khi mà Đức Phật vừa thuyết trở lại cái bài kinh nãy sư, cho nên nãy Đức Phật vừa thuyết là này hiền giả, khi ta đứng lại ta chìm xuống, ta cố gắng ta trôi dạt. Ở chỗ này khi ta bước tới mình hiểu là khi ta cố gắng ha, cố gắng thì ta trôi dạt, do vậy này hiền giả không đứng lại không cố gắng ta vượt khỏi bọc lu. Đó là như vậy. Thì khi mà nghe như vậy xong á, thì ông chứng được đạo quả Tu Đầu Hoàng. Tu Đầu Hoàng rồi rồi kéo xuống sư. Giờ coi cái câu kệ: từ lâu tôi mới thấy ha, Bà La Môn tịch tịnh. Từ lâu tôi mới thấy ở đây á, có cái nghĩa là đã quá xa, đã quá xa. Tại vì á, cái ông Phạm Thiên này là có từ thời Đức Phật Kassapa. Từ Đức Phật Kassapa, Đức Phật Kassapa như trong kiếp trái đất của mình á, là có năm vị Phật ha. Ngài Ca Cú, Đức Phật Ca Cú Sanh Thá, Cô Na Gá Ma Na, Ngài Kassapa là thứ ba, và Ngài Gotama, Đức Phật của chúng ta là thứ tư. Đó là vị Kassapa, là vị này là cái vị có từ thời Đức Phật Kassapa rồi. Rồi khi mà Đức Phật Kassapa Niết Bàn cho đến bây giờ, vị này chưa từng thấy một vị Phật nào nữa. Bởi vậy ông mới nói là đến tận bây giờ tôi mới thấy, đó từ lâu tôi mới thấy, là trong trường hợp là từ cái thời Đức Phật Kassapa đến Đức Phật Đức Phật Gotama của chúng ta ha. Còn Bà La Môn tịch tịnh á, cái chữ Bà La Môn này mình nên hiểu, Bà La Môn có nhiều nghĩa lắm. Cái chữ Bà La Môn thì trong cái trường hợp Bà La Môn này mình nên hiểu là Bà Hí Tá Bà Bàn Khi Nà Tá Quá Dầm A Nàng. Bà Hí Tá Bà Bàn Bà La Môn á, cái chữ Bà La Môn á Bà La Môn này nên mình nên hiểu là có các bức thiện pháp đã làm ra ngoài rồi, có nghĩa là không có còn, có nghĩa là đang nói về bậc thánh, đang nói về bậc đã đậu tận các lậu hoặc, đã đạn tận các lậu hoặc, là đang nói về Bà La Môn này, Bà Hí Tá Bà Bàn, là
đã làm ra ngoài tất cả các phiền não, đã làm ra ngoài rồi đó. Đã đoạn tận lòng hạch. Thì ở chỗ này mình nên hiểu bà la môn đó. Bởi vậy có nhiều phẩm đó, nói về bà la môn mà nói là tự nhận hay là trong chú giải pháp cú đó, mọi người đọc cái bà la môn đó mình nên hiểu đó, không phải là bà la môn mà giống như thời xưa đâu nha. Bà la môn đó là đang ám chỉ những bậc thánh, có những bài kinh đó, bà la môn ám chỉ những bậc thánh đoạn tận lậu hoặc, có những bà la môn ám chỉ những bậc thánh đã không có còn phiền não, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã đoạn tận các bức thiện pháp vân vân. Thì cái đó gọi là, cũng gọi là bà la môn. Thì trong trường hợp này á, bà la môn này là đang ám chỉ là vị, là Đức Phật và đã đoạn tận lậu hoặc á. Còn tịch tịnh ở đây á, là có hai tịch tịnh. Thứ nhất là ở đây đó mình nên hiểu tịch tịnh ở đây là tịch tịnh phiền não ha, tịch tịnh phiền não, bà la môn tịch tịnh phiền não, chứ không phải tịch tịnh do viên tịch niết bàn ha. Đây là tịch tịnh phiền não, ký lê tà niết bàn nê ná niết bút đàn, tịch tịnh phiền não, không đứng không bước tới, buộc chấp trước ở đời. Cái chữ chấp trước ở đời á, là ở đây mình nên hiểu á, là tham ái, có nghĩa là bị đây suy đọc lu bà di tú a la ma ne tú a tát tá quý tát tà ti hí ca la ne hí quý tát ti ca u sa ti ta na. Chấp trước ở đây á, mình nên hiểu là tham ái trên cái gọi là ngũ dục, từ sắc thanh hương vị xúc pháp vân vân, sắc thanh hương vị xúc nó tham ái trên đó mà buộc ra khỏi đó. Rồi cái vị thiên ấy nói như vậy, bậc độ sư chấp nhận. Vị thiên ấy biết được Thế Tôn đã chấp nhận vị ấy đảnh lễ, thân hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Thì cái chỗ mà thân hữu biến về hướng về ngài á, biến mất tại chỗ, thì hôm bữa bài hôm trước là sư có nói là vị đó tới việc là vị đó xả bỏ cái cái thân phạm thiên của vị đó, và vị đó biến hóa thành thân bình thường ha. Vì bây giờ vị đó làm ngược lại, vị đó xả bỏ cái thân biến hóa bằng thần thông, vị đó trở về lấy cái thân mà như cũ của vị đó, và vị đó cúng dường hương thơm hương hoa đá táp ba làng gan đê hí hòa xá mà lê hí xá bù zét toa, mà vị đó cúng dường hương hoa đến đấng thập lực, đến đấng thập lực, và trở về cái cõi của vị đó. Thì đó là biến mất tại chỗ ha. Sau để sư coi còn chỗ nào. Thì cái đó là bài kinh nói chung hồi nãy mà nói về bảy cách á, bảy cặp á, thì cái này nói bảy cặp là mình có thể làm một cách khác đó. Mình có thể lấy cặp nào thì tùy hết ha. Mình có thể giống như sư thấy cái cặp thứ bảy là nói về cái việc là nếu mà đứng lại trên tất cả bất thiện pháp á, thì sẽ bị chìm xuống, và cố gắng trên tất cả các thiện pháp thuộc về hiệp thế á, là sẽ bị trôi dạt. Sư thấy cái cặp này ổn mà. Tại vì trong kinh á, Đức Thế Tôn ở đây cũng có đề cập lại là Quốc Tam Bí Sê Tàn Tê Giá Thạ Bí Sôn Đá Dê Kê Xí A Cú Tà Là Đàm Ma Tắp Bê Tê Á Đô Bà Gá Bà Ghiên Gá Má Ní Già Dê Kê Xí Cú Tà Là Đàm Ma Tắp Bê Tê Ú Bá Rí Bà Ghiên Gá Má Ní Già. Này Sôn Đá, tất cả các ví như tất cả các phương pháp á, thì nó sẽ tất cả các phương pháp nó sẽ đưa cái người đó đi xuống, còn tất cả các thiện pháp nó sẽ đưa cái người đó đi lên. Đi xuống với đi lên ở đây là nó chưa thoát khỏi cái, nó chỉ nằm trong cái tam giới thôi. Đó, sư thấy cặp này ok. Dạ thưa sư, con chưa hiểu cái chỗ mà chấp nhận đó, là chấp nhận cái ý trong bài kệ hay là chấp nhận cái gì vậy sư? Vị thiên ấy nói như vậy và bậc đạo sư
À, có nghĩa là bậc bậc đọc sư đồng ý á, có nghĩa là vị thiên ấy thuyết bài kệ như vậy, đó là Đức Thế Tôn đồng ý bằng cách im lặng. Có nghĩa là vị vị bà vị thiên đó nói là từ lâu tôi mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, không đứng không bước tế vượt chấp trước ở đời. Thì khi đó Đức Tôn, Đức Bậc Đạo Sư chấp nhận bằng cách là, có nghĩa là câu ông nói đúng lắm, kiểu như vậy. Rồi hôm bữa có chú mà chú gì hỏi sư cái câu chú đó có đem ta. Dạ thưa sư, chú ấy hôm nay bận ạ, chú xin nghỉ ạ. À, sẵn ở đây sư giải thích đây cũng được. Bốn trăm hai mươi ba, sẵn giải thích luôn cho mấy vị bữa. Một ba hai, một ba hai, một ba hai. Thì bữa có hỏi là cái nhãn ở trong cái bộ Abhidhamma Thassanghahá là vì pháp yếu luật, có đề cập là nhãn thần kinh của lúc đó có đề cập là chung chung á, kiểu là đề cập chung chung là nhãn thần kinh của loài người và nhãn thần kinh của cõi sắc giới, hoặc nó cũng là đề cập nhãn thần kinh thôi. Nhưng mà ở đây trong chú giải có đề cập là Devadana Ninhi Tusarita Kamma Nipatang Betta Tema Ruhira Dihi Abhak Buddha Bác Buddha Ubakileta Vinimutta Tá Tà Giá Durebi Adamana Tamatesana Tamatang Dipa Batada Sefu Hoti. Nghĩa là cái nhãn thần kinh của chư thiên phạm thiên á, có được do cái thiện nghiệp mà các vị tạo, cái thiện nghiệp vị các vị tạo rất là đặc biệt. À, cho nên cái về cái vấn đề là các vị không có bị làm bị nhơ bẩn bởi các chất giống như là máu mủ, những cái chất đó đó, nên các vị có một cái rất là trong sáng, nên vị các vị có thể nhìn xa, có thể nhìn xa các đối tượng, có thể chấp nhận các đối tượng, do đó nên gọi là nhãn thần kinh của chư thiên. Ở đây là nói là ở đây mình cũng dễ hiểu, nếu mà mình phân tích mình dễ hiểu, giống như mặc dù cùng là loài người với nhau đi, nhưng mà nếu mà nói về sắc của người giàu với sắc của người nghèo á, ngay cả cái cùng một cõi người nhưng mà nói về sắc của hai người đó là nó cũng khác nhau rồi. Người giàu thì được sống trong cái sự nhung lụa, sống trong cái sự mát mẻ vân vân, thì cái người giàu luôn luôn có những cái sắc rất là tốt đẹp, còn những người nghèo khó thì nó sẽ có sắc rất là không có tốt đẹp bằng. Thì ngay cả cái loài người thôi, mặc dù là cùng nói chung là loài người nhưng mà nó đã có sự khác biệt với nhau như vậy, là huống chi là nói về cái cõi chư thiên, cõi phạm thiên, cõi người, cùng là một cái tên, cùng là một cái tên là nhãn thần kinh, nhưng mà phải có sự khác nhau do cái phước, do cái phước lành mỗi cái nó tạo khác nhau. Thì đây có nói là Bát tá tê má ru hí rà đi hí nè, không có bị ô nhiễm bởi các chất đàm máu mủ vân vân, đàm máu mủ, cho nên các vị đó có thể nhìn xa, có thể tiếp nhận đối tượng xa. Cho nên bởi vậy mà có hỏi là tại sao mình tại sao cùng là nhãn thần kinh mà tại sao những người đó nhìn được, nhìn được mình, nhìn được sắc tế, nhìn được sắc thô, trong khi mình cũng là nhãn thần kinh nhưng mà mình không được nhìn thấy họ, mà mình chỉ nhìn được sắc thô thôi, mình không nhìn được sắc tế, hay nó có sự khác nhau. Giống như giờ nói ví dụ đi, cùng là một cái loại, cùng là một cái, giống như sư nói ví dụ một cái vật phẩm đó, sư nói ví dụ cùng một chiếc xe đi ha, cùng một chiếc xe đi, cùng một chiếc xe quay đi, ví dụ này là sư nói trên quan điểm của sư ha, cùng là một chiếc xe quay
Nhưng mà khi mà hỏi tới là anh này cũng nói chiếc xe quay, anh kia cũng nói chiếc xe quay, nhưng mà chiếc xe quay của Nhật làm nó sẽ khác với chiếc xe quay Trung Quốc nó làm nó sẽ khác. Thì giờ trở lại cái vấn đề này, cùng là nhãn thần kinh nhưng mà cùng là cùng cái tên thôi, cùng là cùng cái thương hiệu thôi, nhưng mà cái cách làm, cái cách mà bên đó bên Nhật nó sản xuất nó khác với Trung Quốc vân vân, thì nó sẽ đưa cái việc là cái xe nó sẽ xịn hơn, nó sẽ tốt hơn. Thì quay lại vấn đề này cũng vậy, cùng là nhãn thần kinh nhưng mà những cái thiện nghiệp mà những người mà giống như Chư Thiên Phạm Thiên họ làm nó sẽ khác biệt hơn so với mình. Bởi vậy cái việc mà họ có thể thấy được luôn sắc tế và sắc thô thì cái đó là do cái phước báo của họ. Còn nếu mà như mình mà không thấy được thì cái đó là do mình còn bị ô nhiễm bởi giống như là đàm mật máu mủ vân vân. Thì ở đây có đề cập. Rồi. Thì cái đó là sự trả lời câu hỏi mà đợt trước cái vị đó. Rồi, nếu không gì mình hồi hướng. Hôm nay mọi người học học cái bài này mọi người đã hiểu chưa? Cái bài này mọi người hiểu bài này bấm số 1 mình sư ha. Khó. Bài này hiểu được là hoan hỷ. Vậy nếu vậy mình hồi hồi hướng. Chúng con kính tri ân sư, chúng con cũng kính tri ân quý chư tăng, quý cô tu nữ và quý hội chúng đã có mặt ở trong buổi tối ngày hôm nay. Con cũng xin phép mời một Phật tử có mặt ở trong buổi ngày hôm nay để thay con đọc phần hồi hướng này cho hoan hỷ ạ. Quý hội chúng có thể là bật mic lên để bắt đầu đọc ạ. Dạ con mời chị Nhung Phạm được không ạ? Dạ mời thận đọc đi.